chơi gì chơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Thì Ngọc sẽ cho mọi người xem là Ngọc đã mua được gì ở Chicago. Tại vì lâu lâu đi Chicago nhiều, có nhiều thứ ở bên Michigan không có bán đó mọi người. Thấy nghe nè. Chơi gì chơi ướt nhẹ ướt sân vậy chơi. Để Ngọc cho mọi người cùng xem là Ngọc đã mua gì ở Chicago mang về nha baby. Ok, close up. Đây các bạn, Ngọc có mua một cái hũ này là ở trong cái chợ Costco á. Thì cái hũ này thím nói á, là khi mà thím nói là khi mà mình nấu đồ ăn gì á, thì mình có thể bỏ cái hộp này vô để bỏ vô nước súp sẽ rất là ngon. Thì cái này á là ở trong đây là có rau. Con ướt rồi hả? Còn cái này á là nấu là cái này có giống như cốt gà vậy đó. Thì ở bên Costco của Ngọc là Ngọc không có thấy có hai cái này nên là Ngọc mua. Thì cái hũ này bán ở Costco rất là rẻ luôn á, Ngọc nghĩ là một... Ok, đi vô chổng đi, vô chổng đi rồi mẹ vô mày thay đồ cho. Why you want to be changed? Cause you're wet. Con này vô duyên quá, nó chơi với nước. That's such a waste of clothes. Nó chơi với nước mà nó sợ đồ. Wait. Play some more. You're gonna get wet again. Yeah. And then you're gonna want to change like 15 times. Nó ướt xong rồi cái giờ vô thay đồ cái ra chơi nước tiếp. Dễ sợ thì. Cười nữa. Come on, still play. Một cái hũ này là có giá là hình như khoảng 8 đô la thì phải. Là 160 ngàn, nhưng mà các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn, nên là Ngọc mua 3 hũ nè. Để về có nấu nước súp, nước gì cái mình bỏ vô cái này nó gọi là gì? Bouillon gì đó. Đó. Rồi tiếp theo baby closer. Thím Phượng làm mấy hũ sữa chua. Xong rồi thím Phượng cho Ngọc viên chay đem về nè. Được coi mấy hũ 1 2 3 4 5 6 6 hũ sữa chua này là Ngọc không ăn đâu, để cho dễ dành cho chay ăn. Mẹ ha, mà mình thương con mà, phải để dành cho con mình ăn chứ. Đây, con biết này là gì không? Baby, you know what this is? Chú chiên. The banana fry. Chú chiên mua ở Chicago luôn. Cái này chú chiên đông đá rồi mọi người, nhưng mà Tiến Phượng nói là nhà Ngọc, nếu mà nhà Ngọc có một cái lò chiên không dầu á thì sẽ bỏ vô chiên ăn rất là ngon. Thì Ngọc có mua về hình như cỡ khoảng mấy miếng ta, 6 miếng thì phải. Ngọc mới bỏ 2-4 miếng vô một chiên đây, chút nữa ăn thử coi sao. Đó chú chiên nè. Tiếp theo đây, cái này là các bạn biết gì không? Cái này là hạt nêm chay, hạt nêm mà rau củ á. Cái này là của Hàn Quốc. Thì Thím Phượng nói Ngọc là nên ăn cái hạt nêm này, nên là Ngọc mua 2 bịch. Ngọc mua 2 bịch này. Thì 2 bịch này có giá là hình như là cỡ khoảng 20 mấy đô la, là cỡ 500 ngàn đó. Nhưng mà mỗi bịch là 1 kg lận. Thấy không? Mỗi bịch 1 kg. Cái này là chắc ăn lâu lắm á, 2 bịch này ăn lâu lắm. Rồi tiếp theo sau đó, đây Ngọc có mua 2 bao gạo. Ở đi qua nhà Thím Phượng ăn gạo ngon quá nên Ngọc mua 2 bao về. Mỗi bao là cỡ 12-13 kg, thì 2 bao cỡ 20 mấy kg. Nhà Ngọc ăn cơm thì ít lắm, mấy bạn thấy rồi, nên là sẽ được vài tháng. Rồi, cái bên đây Ngọc có mua này nè. Ngọc đi chợ Hàn Quốc, Ngọc đã tìm cái này lâu lắm rồi. Tại vì Ngọc muốn mua lại một cái bếp nướng mà để nướng đồ ăn, nướng thịt bò, nướng thịt heo đồ á. Nhưng mà ở bên Ngọc á, không có một cái bếp nướng nào mà made in Korea. Có nghĩa là không có cái bếp nướng nào là được sản xuất ở bên Hàn Quốc đó. Có, nhưng mà cái giá của nó với lại cái thiết kế của nó Ngọc không thích, nên là đi qua thím Ngọc thấy được cái lò này là Ngọc mua liền. Cái này là của Daewoo các bạn. Daewoo. Đó. Cái máy này á là 100 đô mà giảm giá còn 80 đô là cỡ 1,7 triệu. Ngọc nói giá cho mọi người biết thôi nha. Đừng cho ai biết hết nha. Đây cái máy này, muốn nướng thịt đã lắm á. Ui da kìa. Đây nè. Đó. Nè đó, đẹp không? Nhiều lúc á bên chợ ấy, cái chợ đó cũng là tên H-Mart luôn, cái chợ của Ngọc cũng tên là H-Mart mà nó bán rất là khác những cái mặt hàng. Đó, thấy không? Bây giờ để thịt lên nướng cái này nguyên một. You said they don't have that in H-Mart in Michigan. They don't have it here. Mà 100 đô được giảm giá 20 đô còn 80. Giá tốt mà. Máy này là made in Korea luôn nha mọi người. Còn cái máy nướng mà hồi đó, còn cái máy nướng ở nhà của Ngọc mà dài dài mà mọi người thấy á, là của Trung Quốc. Ngọc kiếm hoài mua cái máy vậy mà không có, nên chuyến này đi mua được là cái máy này.
Đó, rồi tiếp theo. Trời ơi, chay ơi, con làm ướt hết rồi chay ơi. Tiếp theo là cái này. Đây, mọi người nhìn cái này là cái gì không? Guess what this is? Ice cream. No, chồng con còn hỏi chồng mà biết này là gì không? Mà nói kem, không phải. Closer. Lại đây, lại gần đây, coi nè. Đây mọi người có biết cái này là gì không? Biết mọi người biết này là gì không? Cái này là Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc luôn, chợ H-Mart luôn. Thì cái chú đó là thường thường cái tiệm chú đó là chuyên bán sâm. Mà Ngọc với Thím Phượng chú đó bán lâu rồi. Lúc mà Ngọc ở Chicago là Ngọc cũng gặp chú đó lâu rồi. Nhưng mà bây giờ chú đó có bán cái loại này nữa là sữa ông chúa Royal Jelly. Royal Jelly? Chịu chi các bạn? Sữa ông chúa mà cái dạng mà cái là đặc luôn á, chứ không phải là viên, mà không phải là sữa ông chúa. Why you doing that? Thì á hả, hồi bữa đó lúc mà Ngọc order trên mạng á, mọi người có nhớ cái video mà Hoàng Ngọc ăn cua tuyết không? Ngọc có cho mọi người coi một cái hũ nhỏ của sữa ông chúa như này Ngọc order trên mạng á, thì cái giá là ha, lúc mà Ngọc mua 4 ounce là có chút xíu các bạn, mà cái này 4 ounce đó chỉ ăn được vô miệng có lần 2 lần, ơ lộn 4 lần hay là 5 lần là hết, là cái muỗng bự là ăn 4-5 muỗng là hết rồi. $50 là hơn 1 triệu đồng. Khi mà vô cái tiệm của chú đó là chú có bán tất cả các loại sâm luôn. Cái hả, Thím đang tìm một cái loại gì đồ bổ cho chú. Xong rồi cái hả, cái này thì không được có trưng bày ở ngoài, tại vì chú bỏ vô một cái tủ lạnh á, tủ đá mà màu trắng thì nó nằm khuất ở trong kia kìa. Thì đâu có biết là cái này nó được bán ở đâu, nên là chú đó giới thiệu là hỏi có ngồi chầm hởm luôn. Hỏi có bán sữa không chú, có ăn Royal Jelly không? Cái hả, chú mới lấy ra. Cái Ngọc nói cái này là sữa ông chúa. Cái Thím nói vậy lấy cho thì chú bình hợp. Cái Ngọc nói cái sữa ông chúa này con cũng uống rồi mà nhà con cũng hết rồi, nên là Ngọc cũng mua luôn. Nên là cái này đó các bạn, cái hộp này nè, chỗ nó rẻ kinh khủng khiếp, nó rẻ hơn cái mà Ngọc đã từng mua, mà là bỏ vô cái hộp là cái này là 1 ký nha mọi người. 1 ký mà chú đó bán là cái hộp này là 1 ký là $150. Lift it up. Hả? Lift it up. She just poured all that water. Ôi, con này nó khiến tôi đặt nó sao đó, chứ nó ngồi nó đổ hết kia đưa. 1 ký mà $150 là cỡ chừng khoảng hơn 3 triệu đồng. Ngọc nói vậy là quá rẻ, rẻ hơn mà năm cái này là uống này được lâu lắm luôn á, rất là bổ cho tốt cho sức khỏe luôn. Mà bây giờ lâu lâu mới đi Chicago lần. Nên là Ngọc mua hai hộp này là sữa ông chúa luôn, đúng sữa ông chúa luôn. $300. Là hơn 6 triệu đồng cho cái sữa uống này, mà uống lâu lắm. Cái này là uống là chắc 6 tháng mới hết luôn, thiệt luôn. Nhưng mà tại vì dạo này Ngọc làm việc rất là nhiều, nên là Ngọc cần thương cái cơ thể Ngọc hơn. Ngọc phải Ngọc với chồng Ngọc mua về. Hello, how are you? Good. Ngọc nghĩ Ngọc với chồng Ngọc sẽ bồi bổ cho nhau. Chú á hả, Thím mua này về cho chú hả, là sáng là một muỗng, tối là một muỗng các bạn, nó rất là tốt. Mà chú ổng uống hay ghê á, ổng bỏ cái này á uống rồi nó hơi lợ mà nó cũng hơi khó uống thôi, chứ không có uống gì mấy. Trời, mà chú không múc nguyên muỗng không bỏ vô mà vẫn không nói thôi, cái này chuyện nhỏ bình thường. Nhưng mà Ngọc á thì Ngọc bỏ vô sinh tố, Ngọc bỏ cho vô smoothie là Ngọc uống sinh tố nào đó, Ngọc múc cái muỗng nào bỏ vô thì dễ uống hơn. Đó, Royal Jelly, baby, you know how much each? $150. Which is cheaper than the one I bought on Amazon, remember? Yeah. The 4 ounce I bought $50, and this one 1 kilo, it means 2.2 pounds, $150, way cheaper than Amazon. So I bought two of them. Ngọc đang giải thích cho chồng Ngọc. Cái gì à? Cái gì muốn thay đồ hả? Tự vô thay. Đang người ta đang làm video cứ la âm sùm. Wait, be patient. Mà cái này các bạn, sữa ông chúa là các bạn biết rồi. Mà Ngọc á, có dạng viên, có dạng bột, nhưng mà Ngọc không có muốn hai cái dạng đó. Ngọc chỉ muốn cái dạng mà tinh chất từ cái ông chúa ra luôn. Ngọc nghĩ cái đó nó sẽ là tốt hơn. Đó, nên Ngọc mua hai hộp lại về uống là để Ngọc nói cho mọi người ra 6 tháng trở lên. Chứ không có dưới 6 tháng. Go run around in circles until you're dry. Rồi, còn gì nữa đây? Đây, còn đây là cái bàn chải đánh răng này là ở nhà chồng Ngọc mua. Cái bàn chải đánh răng ở nhà hai đứa cũng xài bàn chải điện, nhưng mà của Oral-B. Bây giờ muốn đổi qua bàn chải của Philips Sonicare. Nên chồng Ngọc anh mới đi mua bàn chải này. How much is this? $279.
chồng Ngọc anh nói là Ngọc hỏi bao nhiêu thì anh nói là 279 đô. Thì 279 đô thì ở trong đây là có hai cái tip bằng chải rồi, cái này là hai cây bằng chải nha. Don't make me wet, JD. Rồi cái này là cái đầu bằng chải để mình thay á, mỗi 3 tháng hay 6 tháng gì mình thay một lần thì hai cái này. So I got one specifically for you. One refill for you. Really? Yeah, the refill that's blue is yours. That is specifically for gums. Change. Change. Change thì đi vô tự động. Con muốn mẹ thay đồ cho con hả? You gotta untie the bow, it's too tight for her. Oh, what's this? Cái này là bằng chải đánh răng của mẹ, ba mới mua nè. Yeah, it looks like it. So which tại one's yours? Tại vì Ngọc xài Oral-B lâu rồi nên là thấy cái Oral-B nó không có muốn xài cái hiệu Oral-B nữa, là bây giờ muốn xài qua cái hiệu Philips này thử coi cái hiệu này như thế nào. Yeah, so this costs, we could buy six Oral-Bs for two of those. For this? Six Oral-Bs. Maybe Oral-B is $100 or what? Two for $100. Really? So we can get six Oral-Bs for the same price as that, chồng pretty much. Chồng nói cái bàn chải Oral-B là mua 6 cái cây bàn chải Oral-B mới bằng 2 cái cây bàn chải này. Yours is the... What do you mean six? Six? It's $70 for two Oral-B. It's $100 for two Oral-B. Okay. Okay, so three of them. Yeah. Not six. No. There's two in a pack. Yeah, so just count one pack. Oh, okay. I was counting six of them. No, you can't count like okay, that. Okay, so three of them per set. Là oh. Mua ba hộp Oral-B. Là bằng chải Oral-B là ba hộp, mỗi hộp có hai cây. Là cái hộp này cũng có hai cây là phải mua ba hộp Oral-B mới bằng cái này. Nên là cái này rất là chất lượng luôn. Mà đối với răng cổ thì mấy bạn biết rồi, răng của Ngọc thì sắp rụng rồi. Okay, we're gonna go change. Khoan, quay để mẹ. Trời ơi, cái bộ đồ này nè, là biết ai mua không? Đây là chú Bình. Không phải là chú Bình bên Tiếp Phượng nha. Chú Bình mà coi video clip của Chay mà thích thương Chay. Trời đất ơi, nhắc tới chú Bình mới nhớ. Đây. Ngọc đi chơi về, chồng Ngọc đưa ra nguyên một cái thùng đồ này. Là của cái chú Bình đó gửi nữa. Chay đi, look what he bought you. Who bought you that? Lại đây với mẹ, lại đây. I can't. Yes, you can, lại đây. Lại đây. Trời ơi, cái chú Bình đó mua nè. Chồng Ngọc đưa ra. Đó, chú Bình nó mua nữa nè. Who bought that, chú Bình? No, the guy named Bình. Oh, the guy named Ben. Ngọc nói chú Bình, cái chồng Ngọc anh tưởng là chú Bình của Ngọc. Đây nè, mua cái váy nữa nè. JD, bring those back in so you can show everybody. Trời ơi, trời, có được rồi không? Mở ra cho cô chú coi nè. Ui, chào ơi, trời. Rồi qua new dress thì vô trời hủy. Ew. Ớn. So pretty. Rồi cái này gì đây? Hello Kitty. Ooh, wow. Ooh, when you're bigger. Wow, đã quá. Yeah. Đi lại lấy kia cho mẹ coi, mẹ mở ra mẹ coi này. Trời ơi, chú Bình thương này thương chay lắm. Hồi bữa mới gửi qua cho cái bàn chải nó răng. Catch you. Giờ có cái đầm này gì nữa đây nha. Ui chào ơi, cái đầm này dữ. Từ chị hai ơi, chị hai. Trời đất ơi, có cái đầm. Let me, yeah, put it up to your body. Trời đất ơi. It's backwards. Đúng. Yeah, there you go. Be careful, JD. You just spilled water on all over the floor. Trời ơi, cái đầm gì đẹp dữ trời. Wow. Oh, get the other ones. Get the other ones. Chưa, wait. Trời đất ơi, cô chú Bình mua. Trời ơi, cái này là đi dạ hội chứ đâu đi. Oh, let's see. Is it pretty? Đẹp quá. Trời ơi, cái này là những gì đây, cái bông hả? Trời ơi, rồi vô lấy đồ nữa coi. Bà cũng điều hành người đó. Hello. It's a kitty cat. Cat hả? Con mèo hả? Đây mày coi. Trời đất ơi, coi nè. Sexy hay chưa? Trời. Yeah, it's a kitty cat. Wow, trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. She spit, does a little spin. Okay, get the last one. Okay. Ủa, sao chú Bình mua một lần hai cái đầm này giống nhau vậy? Hello Kitty. These are the same. There's two same one. Sao chú Bình mua hai cái này giống nhau vậy?
Mẹ mẹ làm có dễ thương giống như trai không? She's so cute, but how do I look? Trời ơi, để tôi làm so giống trai cute. Nha. Chạy chạy, chạy chạy, dư cái đầm này cho mẹ nha. Nha. Không. Giống nhau mà. Cho mẹ đi. Con mặn cái được rồi. Mẹ 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 hết đầm mặt rồi, không không có ai mua cho mẹ cái đầm nào, toàn mua cho chay không. That's too heavy. Trời ơi, nó nặng lắm, mẹ nặng lắm. Rồi đem vô nhà đi. Okay, bring it in. Đem vô nhà cất đi. Đem vô nhà cất đi. Nói các bạn. You need help? Chiến tích mua được một mớ đồ ở Chicago, nói chung là cũng không có nhiều. Nhưng mà hai cái mà Ngọc Tâm đắt nhất là hai cái gì đó sữa ông chúa là Ngọc Tâm đắt nhất, tại vì nó rẻ hơn là Ngọc mua ở ngoài đời rất là nhiều luôn. Nên là nếu mà Ngọc mua mai mốt mà Ngọc mua nữa đó, Ngọc sẽ nhờ Thím Phượng mua xong rồi gửi đây cho Ngọc. Trời ơi, Ngọc mua 4 ounce thôi, có 4 ounce nó có chút xíu rồi các bạn. Mà 50 đô mà cái này Ngọc mua cả ký. Có 150 đô là rẻ hơn. Nặng quá hả? Thôi bây giờ chào cô chú đi rồi mình. Okay, đi go inside Jady. Con nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đây là video sẽ kết thúc chuyến đi Chicago và sẽ tiếp tục hành trình những chuyến đi mới. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Like cho cái video, bấm cái nút đăng ký để Hồi Hộp Family nhanh nhận được nút vàng nha mọi người. Hy vọng đây là một cái video mà cho mọi người thấy được là cuộc sống của gia đình, rồi những cái đồ vật bán ở Mỹ như thế nào, rồi sao giá cả làm sao. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Chay chay, nói cho cô chú coi. Chay chay, chay chay. High five. Chay, nói. Have JD. Ready? Oh.